Hello mọi người, hôm nay thì Nấm Bi và Thanh Thánh Thiện đang có mặt tại xưởng của nhà một người chị gái để coi khẩu trang, chuẩn bị làm khẩu trang Colorman, và đang có mặt tại một xưởng rất là lớn luôn. Đó, đây là bà chủ làm những chiếc khẩu trang như thế này. Và khẩu trang này thì có than hoạt tính ở bên trong đúng không chị? Có than hoạt tính ở bên trong. Và chuẩn bị công ty của Điền Quân là sẽ đeo khẩu trang này hết nha mọi người. Khẩu trang này có 3 lớp nha. Mà Thanh nói cho các bạn nghe rất là tiện luôn. Thay vì là em dùng khẩu trang y tế, em dùng khẩu trang y tế là 1 tháng là em dùng 1 hộp đúng không? Tại 1 hộp nó 50 cái. Thì 1 ngày 25 thì... cái. Không, hộp 25 cái hả? Thì 1 tháng ít nhất là mình cũng phải khoảng 40 đến 50 ngàn. Trong khi đó cái khẩu trang này á, mình mua chi phí nó rẻ hơn. Chi phí nó rẻ hơn mà mình dùng nó đảm bảo cho sức khỏe nữa. Nó có cái lớp than hoạt tính á, bụi bẩn nè, rồi khói ô nhiễm môi trường mình không có hít vô đó. Đây mới chỉ là một cái mẫu thôi. Còn khi mà Colorman sản xuất ra thì sẽ có thumbnail của Colorman ở trên cái khẩu trang này nữa. Có chữ, dòng chữ đây nè, dòng chữ Colorman. Dòng chữ ở đây nữa là Colorman. Mình test đi. Dùng kéo này. Định đưa vô răng cắn nó chứ. Trời ơi. Khẩu trang này ra dùng cho các công dân á, công dân người ta dùng rất là mình tốt. Độc hại nên là rất là tốt. Nhưng mà mình đi đường một nhưng mà mình nói chứ ra đường nhiều chất độc hại lắm chứ. Bây giờ trời ơi, xăng xe rồi. Mà với lại nó được cái nó dày nữa thì nó vừa chống nắng cho mình, chứ cái khẩu trang y tế đâu có chống nắng đâu. Mà các bạn thấy không? Đây nè, cái khẩu trang này á bên trong á nó có cái miếng than hoạt tính. Đó, đây là miếng than. Miếng than này là không có giặt được. Miếng than này ra. Miếng than nè là không có giặt được nha. Là mình dùng 1 tháng xong, tháng sau mình sẽ mua cái miếng than này riêng. Than này riêng. Đây, đó, mình mua miếng than này riêng, còn cái này là mình giặt được. Cái này nè, mình dùng tầm khoảng 2 ngày thì mình giặt. Đó, cái này gọi là miếng lọc. Nó rất là tiện lợi. Miếng lọc bụi á. Rồi đó, khi nào mà cái miếng này mà 1 tháng hết thì các bạn mua mới này để vô sao chị? Nè, em phải gấp lại rồi nè. À. Gấp lại dòng sang bảo như đây. À. Rồi xong mình đưa lên. Đó, đúng rồi. Hay quá. Cái này quá hay luôn mọi người. Nắm bi bịch cho thử đi. Nó sẽ đảm bảo sức khỏe. Tại vì em ra đường em cũng đeo khẩu trang vải không à. Nhưng mà khẩu trang em mua thường có nó rẻ lắm, nó không có than hoạt tính hay là gì hết á. Đúng rồi, cái này là chất lượng. Ô, dễ thương quá ha. Đó, dễ thương chưa nè. Chụp cái này có bao nhiêu màu chị? Thì hiện tại chị đang không có chụp hình đâu. Không chụp hình được. Bán màu cái thì chỉ có đặt thôi, đặt sẽ làm. Dạ. Là ở đây là làm ai đặt thì mới làm chứ không làm tràn lan. À, như một cỡ luôn, cái này thì hiện tại thì chưa có giá chính xác mọi người ạ. Nên là mình sẽ báo giá sau cho mọi người biết này. Ui dễ thương quá ha. Ủa chị lúc lâu chị cho em một cái mà nó khác cái này nha. Chị cho em cái màu xanh nó khác. Đây có nhiều màu nè, màu xanh là xanh khác. Ủa chị ơi, nhưng mà cái này á chị, cái này á, cái sợi dây của nó là như gì, mình có thâu vô thâu ra được đó, nữa được không? Em là đeo vừa đúng không? Còn em đeo vừa. Hồi trước này người ta đã làm một rất là nhiều màu nè. Đây nhiều màu, nhưng mà mấy cái này là mình đặt, còn cái này là nó không nhiều. Thanh đeo hơi chật chút xíu. Cái màu mà mọi người đặt đây, các công ty xí nghiệp người ta đặt cho công nhân người ta đeo thì sẽ màu mè như thế này. Colorman cũng sẽ đặt màu, chắc chắn mình nghĩ là sẽ có màu đỏ với màu vàng. Không, nhưng mà màu với số lượng rất là lớn, cho nên nếu mà các bạn mà đặt màu quá thì khoảng 40.000 cái thì mình mới làm ra được màu. Tối thiểu là 40.000 cái. Tối thiểu 40.000 cái mới làm màu, còn không là chỉ có màu này thôi. Mà màu này sạch đẹp nữa. Mà này là màu dễ thương chọn ấy. Đi nắng cũng được. Cái dây là ở đằng sau này còn có cả đây. Đó, hướng dẫn sử dụng rồi tính năng của nó. Đây nó có sợi dây nè. Có sợi dây, ví dụ như nếu mà ai bên trong cũng sẽ có hướng dẫn sử dụng luôn. Mặt tròn thì tuyệt vời. Mặt tròn thì mình sẽ thâu dây lại. Không, tại vì mặt của chị hơi bự. Cho nên còn là đòi thâu dây nữa. Cho nên là phải giãn ra. Còn mặt nguyệt là vừa rồi. Không, bởi vậy là em chỉ cần rạy dây, rạy kéo ra thôi. Ồ, đúng rồi đó. Chứ không có cần gỡ ra, là chỉ cần kéo ra thôi là. Wow, hay quá. Tiện lợi đúng không? Tiện lợi. Có tuyệt vời. Ừ, nếu mà gỡ thì gỡ hai đầu thì gỡ một đầu chị? Gỡ hai đầu cho nó căng. Một đầu thì bên ngắn bên dài nữa. À, nếu mà hay gỡ thâu dây chỉ còn da ra gì nè. Ồ, hay ghê. Hay ghê, rồi.
Đây, chị đeo thử vừa chưa? Vừa. Ôi đó, đẹp quá. Thương quá nè. Cái màu này cũng dễ đeo, không sợ bụi, không sợ dơ á. Ừ, cái màu sáng thì sợ dơ. Nó ôm mặt luôn nè. Nó ôm mặt đẹp quá à. Đẹp ghê ha. Nó xuống đây luôn nè, nó che mát được nữa mà nó không có bị nóng á người. Ừ. Ý là ở bên trong nó có một cái lớp vải thun. Đúng rồi. Thì nắng nó hát vào nó cũng không bị nóng. Ừ. Mà nó thoáng. Ừ. Em đeo là quanh nào nó thoáng chứ không phải nó bí. Có nghĩa là chỗ này cái mũi của mình à, nó không phải ôm sát luôn mà mũi mình nó có ra một cái khoảng trống để mình thở được. Wow. Người ta làm độc hại ví dụ như sơn này, mùi bụi cưa này, mùi mấy cái mà ô nhiễm á, là người ta thấy. Mùi làm vải may mặc á, bụi vải cũng ghê lắm á, bị ảnh hưởng đến hệ hô hấp của mình. Cho làm đẹp và đi ra đường. Tuyệt vời. Da mình cũng sẽ được bảo vệ mà. Rồi hôm nay là chị Thanh với lại Nguyệt sẽ mua trước và về review cho các bạn khán giả. Yeah. Mang 10 chiếc về cho nhân viên Điền Quân đeo thử. Rồi các bạn thấy mà ok thì các bạn đặt gạch của chỗ Nguyệt nha. Đặt gạch luôn. À, mình sẽ mua 5.000 cái của chỗ chị Phụng. Chỗ bà chủ này 5.000 cái bà mới bán nha. Yeah. Chứ còn mà mua 5-7 cái là no. No. Tại vì là chị bán cho xí nghiệp nhiều. Đúng lắm rồi. Cho nên ở là đây là cho mấy tặng thôi. Xí nghiệp không có bán lẻ. Đúng rồi. Mà chỉ mua trên 5.000 cái thì bắt đầu mới giao hàng cho mọi người thôi. Đúng rồi, bây giờ rồi. Ví dụ như Nguyệt nó, Nguyệt sẽ nhận và bạn nào mua Nguyệt sẽ để lại hoa hồng cho bạn nào mua 500 cái ha. Nguyệt người ta mua 500 cái cũng phải cho người ta hoa hồng chứ. Ok. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn sau nha. Các bạn nhớ ủng hộ mua khẩu trang cho Nguyệt và Thanh nha. Tự nhiên thành người bán khẩu trang. Đúng rồi. Vui chứ bộ. Đúng rồi. Tại vì thật sự luôn cái này rất là tốt cho sức khỏe nên là mình luôn luôn phải mang tới cái gì tốt nhất. Điền Quân đi quay phim rất nhiều nên là ra nắng rất nhiều. Chắc phải mang bảo vệ. Nó sắp tới là chuẩn bị có dịch của H5N1 bên nước ngoài là người ta bị rồi đó, nên là chuẩn bị lan truyền về Việt Nam của mình này, cho nên là khẩu trang than hoạt tính là một giải pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe. Chính xác. Em cũng sẽ đeo cái này thường xuyên để review. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye mọi người.